Giải học sinh chăm chỉ nhất em Lê Vũ Ngọc Ánh, học lớp 3D, trường tiểu học Tiên Lục. Em Đặng Bảo Nam, học lớp 4A4, trường tiểu học Ngọc Thụy. Em Phạm Ngọc Thùy Lâm, học lớp 4, trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu. Em Trần Minh Trang, học lớp 5A, trường tiểu học Hoa Sơn.